Xin chào quý bạn chị đã quay lại với kênh Nắng Cho Thích Quyền TV nhá. Thì hôm nay có một cái này thì thấy nó cũng hay với lại là có nhiều người bị gặp vấn đề này, nên là em sẽ chia sẻ cái video này cho các bạn chị cùng xem và tham khảo nhé. Thì cái xe này là xe đạp điện của thằng con đi học về các bạn chị. Thì vừa rồi nó mới hư bình thay bình xong. Bây giờ thay bình xong rồi chuyển sang là bên này lại hư một con IC đều tốc nhá. Thì em không phải chuyên môn về cái xe đạp điện này, nhưng mà theo tham khảo thì biết được cái chút cái này thì chia sẻ cho các bạn chị cùng xem clip này, rồi nếu mà áp dụng được thì có khi đôi lúc xe con cái mình nó hư ở nhà thì mình có thể mình áp dụng vào, mình mua về mình tự sửa cho nó các bác chị. Cái này cực đơn giản luôn. Đây, như cái bệnh của nó là sáng nay thằng con nó đi học là nó bị nổ luôn, đứt nổ cả cái cầu chì, nổ cả cái sợi dây điện ở trong cái bình kia luôn. Mà cái bánh xe này nó bị ghì lại nhá. Bây giờ là mới cắt cái dây ở phía trên, tí nó chỉ cho cái dây trường bác chị xem. Bây giờ là cắt cái dây kia đi ra thì bây giờ nó lăn này được này. Còn lần đầu em chưa biết là kéo về là đi nó ghì lại luôn nhá, nó ghì không đi được luôn. Đẩy cái gì nó không đi được. Mà bây giờ là cắt cái dây đó đi ra mình lăn tay nhẹ nhàng này. Đó, thì giờ các anh chị tháo cái dây phanh này ra luôn mà vẫn không ai được nhá, nó vẫn không chạy được, nó ghì luôn. Đây còn cái phần, đây là cái phần trên này các anh chị. Đây nó lấy cắt dây ra này. Cái đây là dây đỏ và dây đen, là hai dây nguồn âm dương của bình lên nhá. Còn ba cái dây này là ba cái dây tiêu tốc này, đi vào này. Thì nó đã bị hư trong này. Hồi trước kia là nó bị nổ cái này các anh chị này. Đó, nó nổ này bên ngoài vỏ này luôn. Nhưng mà nó vẫn chạy bình thường nhá. Trước giờ cái bình kia bình yếu là vẫn chạy không sao. Bây giờ thay hôm nay thay bình mới vô nó khỏe quá là cái cục này nó chết luôn, là mình chập đứt dây kia luôn. Mình tháo hết mấy cái đầu dây này ra này. Cái đầu dây của nó đây ra luôn mà nó vẫn không ấy được. Sau về là mới học hỏi kinh nghiệm là biết là cái này nó bị cái chỗ này, người ta bảo cắt cái này ra. Thì cắt ba cái đầu dây nữa. Đây là đầu một đầu dây vàng này, dây xanh này, da trời này, với xanh gọi là xanh xanh như xanh lá đấy. Là ba màu xanh này là cắt bỏ đi phát là xe ấy được nhẹ nhá. Ví dụ sau này mà con của ban chỉ mà nó hư mà ví dụ mình chưa kêu được kéo được đi về, kéo về là nó cháy cái cục này hoặc là cái mô bin dưới nhá. Thì ban chỉ có đồ tháo đa ba sợi này ra thì ấy không có thì cắt bỏ ba sợi này để ba cái dấu để mình nhớ nhá. Đấy, ba cái sợi là sợi ghì đấy. Khi nó không cắt mấy sợi này ra là nó ghì cái bánh lốp không ai chạy được, giống như phanh lại. Nên là phải cắt ra. Đấy, em cắt ra luôn. Bây giờ em còn cái đầu dây này lục thổm nhìn lục thổm này nha các bác chị, nhưng mà nó đơn giản cực kỳ luôn. Đây là mới đi mua cái gì đúng. Đây mới đi mua cái cục IC điều tốc này các bác chị. Cái này thì 400, nhưng mà mình bảo về mình thay cho người ta bớt 50, còn 350. Còn có loại cục 250, loại rẻ thì cái loại rẻ nó về thay nhanh hư hơn nhé. Con này người ta bảo loại tốt nhưng mà không biết có tốt không, do mình không phải là nghề chuyên nghề về cái này nên là cũng không biết rõ nhé. Đây là cái đầu dây siêu cua người ta đưa theo thêm. Cái này thì nó cực kỳ đơn giản thôi, nếu các bạn chỉ làm cái này thì về thì nó không có gì, nó nhìn một đùi đống dây này các bạn chị. Đó, một đống dây như này thôi, nhưng mà thật ra là nó không phức tạp đâu, tại vì những cái dây này không cần thiết thì mình bỏ hết đi. Dây này, dây đèn, dây còi, dây đồ lung tung các kiểu của nó, nhưng mà bây giờ cái xe như xe này thì đây, xe này cũ hết rồi thì cần đâu phải cần là đèn đọt nữa đâu. Đèn thì có. Chỉ còn dây xi nhan hoặc các kiểu kia thì không cần nữa. Đây là nó có gồm có 5 sợi dây như các bác chị. 2 này, 4, 5 này. Thì cái trong nó sợi màu đen nhá, màu đỏ. Màu đen màu đỏ là dây nguồn nhá, âm dương nhá. Còn ba này ba cái dây điều tốc này. Rồi kèm theo là cái dây trắng đây. Hai cái dây này là dây đảo chiều này. Đây, dây này. Hai cái dây trắng này là dây đảo chiều nhá. Là ví dụ như là quý ban chỉ bỏ vào mà nó chạy ngược thì quý ban chỉ găm vào phát là rút ra, là hắn lại chạy ngược đảo chiều lại, gọi là rút ra vào bó rút ra là hắn đảo chiều nhá. Là hai cái dây này là dây đảo chiều.
Nếu mà anh chạy ngược chiều là có bỏ vô xong rút ra là anh chạy ngược là tuần chiều lại nhé. Với cái dây này chỉ có quan trọng là cái dây này thôi. Đây, cái dây này nữa là quý anh chị gắm vào cái dây cù của trong cái bình của quan chị đây. Để quan chị xem đây. Đây, dây này em tháo ra này. Đấy, dây này tháo ra. Thì lấy cái dây kia, đó, dây kia của nó đó, thì bỏ vào cái dây này, gắm vào cái dây này là xong nhá. Với có hai cái dây đây, hai cái dây đây là một dây gọi là chìa khóa, với một cái dây đèn sáng là bỏ vào thôi, còn mấy cái dây kia không quan trọng bỏ ra hết nhá. Cái gì đây? Đây mình tháo cái này ra cho các bạn chị cùng xem nhá. Lúc sáng đi đi ra kéo nó về và kéo không được luôn. Bứt cái này ra để tháo cái chân bình mà nó chập luôn các anh chị. Đây. May nó chập mấy cái này nhá. Bên này nữa này. Mấy cái này nó bị oxy hóa rồi nó chập đứt cái này luôn. Thì nếu mà nó không chập đứt cái này thì chắc bình hoặc đường dây này nó sẽ cháy hết nhá. Đây nó sẵn đi ra để rút cái này ra để cho nó khỏi điện vào để ấy mà nó vẫn không được, nó vẫn không chạy được. Cái là vẫn cứ kéo ép về nhá, bỏ cái dây đằng trước xe kia kéo ép về. Kéo ép về xong là về đây mới xem thì thấy người ta hướng dẫn là cắt đi mấy cái sợi đây vàng xanh với màu xanh đấy đây là lăn xe nó nhẹ luôn nhá, lăn xe nhẹ nhàng luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành ráp cái này vào xong rồi hãy thử cho các bác chị cùng xem nhá. Đấy, nhìn nó phức tạp rườm rà này nhưng mà nó không có gì phức tạp đâu nhá, đơn giản cực kỳ luôn. Em thì không có chuyên môn cái này nhưng mà nếu mà em làm được thì chắc quý bác chị cũng áp dụng làm được thôi, đơn giản. Tại vì đôi lúc nhà mà xa mà kéo được cái xe này xuống dưới kia sửa cũng hết hơi nhá, nếu mà anh chị áp dụng được thì ra mua cái cục này về thay vô là ok luôn. Rẻ thì 250, còn cục này là xịn hơn thì 400, mà bảo em bảo về thay cho người ta nó họ lấy bớt lại 50 là 350 nhá. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành ráp vào các bạn chị xem nhá. Đây này, cái này hồi trước kia nó chập kiểu gì mà nó cháy luôn cả cái ốc luôn các bạn chị. Đó, cái ốc này cháy luôn, cái này phải test đầu cháy luôn, xịt có đen ra luôn. Thì tiến hành tháo này ra nhé. Mấy con này tháo được nhưng con này không tháo được. Con này thì nó tét ốc là chắc phải mài đứt mới được. Con này bây giờ nó bị cháy trên không ra được các anh chị. Xả luôn, bây giờ bẻ ra luôn. Bây giờ tiến hành em sẽ bỏ cái đầu của nó khác vào nhé. Thay cái đầu này. Đây bây giờ đóng cái led đi. Đóng cái này vào rồi bây giờ là tí nó phải độ chế bên ngoài nhá. Rồi bây giờ sẽ tiến hành ráp cái đầu này vào nha các bạn chị. Cái đây nếu mà các bạn chị mà sợ mà nó quên thì mình là không chuyên nghiệp thì cứ tháo cái đầu nào ra để bỏ cái đầu vô nhá. Đây ví dụ như là tháo cái chân đen ra thì bỏ chân đen, tháo chân đỏ bỏ chân đỏ, tháo chân xanh bỏ chân xanh, cứ tháo cái nào ra bỏ cái đó là nó không lộn nhá. Do mình không biết, chứ còn nếu mà mình biết thì mình vứt ra cũng được. Như cái này mình không biết thì mình cứ tháo cái nào ra cho ăn chắc, khỏi nhầm lẫn. Rồi bây giờ sẽ tiến hành tháo ra cho các bác chị. Cái này thì tí nó phải độ chế lại này. Cái đây là do là nó gãy mấy cái chân này ra rồi. Này cái con ốc này nó bị tét này, cháy luôn này, nhưng mà vẫn đang vặn ra được, con kia là không vặn được luôn. Để bỏ này ra. Đây là cái màu đỏ nhưng mà bác chỉ bây giờ bỏ chân màu đỏ vào. Đây, bây giờ bỏ chân màu đỏ vào nhá. Cứ tháo chân nào ra bỏ chân đó vô. Là ok, bảo đảm các anh chị là không nhầm lẫn nhé. Mình không chuyên nghiệp nên mình chơi theo chính sách đấy. Xe này hư mít rồi các anh chị ơi. Cái hư lốp rồi hư bình là thay mít. Thật đầu năm giờ là thay bình là thứ hai đó. Mua chúng bình rộn nhau nhưng mà chưa học được nửa học kỳ là đã hư mất bình rồi. Thì mới vừa đầu mới thay mất 1.600.000.
Chúng ta tiếp tục cắt chân thứ hai nhé. Tháo ra cái bộ này xuống dưới nhé, cho mình bình mình tháo ra rồi nó không sợ chập điện các bạn chị. Nếu mà bình đang còn thì nên là sẽ màu xanh thì bỏ màu xanh vào nhé. Đây đúng rồi, màu xanh, màu xanh lá này. Màu xanh dương, xanh dương là xanh này. Đây màu xanh, đây xanh tím này. Mỗi hạng nó khác nhau một tí nhưng cũng là cái dây màu của nó. Đấy là hai dây này, dây thứ ba này. Rước lên chị. Dây thứ ba cũng tiến hành là dây màu xanh dương nhé. Xanh dương thì tiếp tục bỏ xanh dương ra, thay cái xanh dương này vào. Đây là xanh khác màu một xí nhưng mà cũng không sao nhé, cũng là màu xanh cả. Bây giờ chân này là chân vàng này, là ốc độ chế hết cho các anh chị. Chiếc đuôi xuống dưới thở dưới kia là họ. Bây giờ bỏ chân vàng vào nhá, bạn bị cháy ốc xong độ chế vào, cháy phần dưới. Đấy, ok nhá. Cái đầu này cắt cái dây này thì bỏ hết nha các bạn chị, chỉ còn lấy một cái dây dây này thôi, cầm vào cái dây của nó. Đây, cầm vào dây cũ này. Đây là dây cũ này. Đây, bên này dây cũ nhé, đây là dây mới này. Các bạn chị có để ý coi xanh đỏ tím vàng này, nó có y chang nhau nhé. Bây giờ lấy cái dây đó cắm vào cái dây này, dây của ấy lên nhá, dây của nó lên, nó đơn giản thôi các chị. Này nó chưa cậy quá, nó test ra. Đấy, bấm chặt là ok. Bây giờ đang còn một cái dây đỏ này nhá các bạn chị, dây đỏ này ở đây, đây của nó một dây đỏ đây, mình tháo ra bỏ dây đỏ này vào đây nữa nhá. Là hết còn phần dây C, với còn hai cái đầu dây đỏ dưới kia là một dây đen nữa là nối nó là ok. Đấy, xong cái phần dây đỏ của nó là cục mình cần hết rồi nhé. Này chỉ còn 3 dây nhé. Đây, một dây đỏ, một dây xanh này với một dây đen này, nó là cắt ra nối nó là xong nhé. Còn phần ba một cái dây to là bây giờ cái dây này không có đồ chế cái này. Đấy, bằng ốc này vô, chỉ cái kia đây. Đấy, thì nó bay cái chân nó rồi. Nó sẽ tháo cái này cắt ra nối ba sợi này vô, nó thử cho các bác chị cùng xem nhé. Cái này là dây ba sợi dây tay ga nha các bác chị. Này, 1, 2, 3 này, ba sợi này. Cái này bỏ ba sợi tay ga này vào là nối xong là ok nhá. Bình giờ em đã đắp xong, bình vô rồi. Cái này thì ok rồi, chỉ cắt này ra ba sợi tay ga này. Đây này, dây cũ nó là không ba tay ga này các bác chị. Yeah. Đỏ đen xanh nhá. Rồi, bây giờ tiến hành sẽ cấp nguồn cho nó nha các bạn chị. Sau khi đấu lịch lại bây giờ cấp nguồn nhé. Đây là cái dây nguồn vào, đây là sari này nhé. Đây là dây nguồn nha các bạn chị. Đây là dây này, dây đỏ này, dây xanh này, đỏ xanh này, dây nguồn. Cấp nguồn vào nhé.
giờ em sẽ găm cái đảo chiều cho nó coi như nó quay như thế nào nhé các bạn chị. Để quay đúng chiều rồi thì ấy lại nhé. Đây. Để quay về đây cho các bạn chị xem. Quay các bạn nhé. Hiện tại là như thế là quay đúng chiều rồi. Bây giờ đúng chiều rồi nhé. Đảo chiều này. Đấy, đúng chiều nhé. Đấy, đúng chiều. Cái đây là dây hai dây đen à, dây trắng đây là dây đảo chiều nha các bạn chị nào nhớ là cái dây trắng này đây nó nằm một cái riêng biệt này, hai dây trắng này là dây đảo chiều này, bỏ vào rút ra, bỏ vào rút ra là nó ngược chiều xuôi chiều nhá. Em sẽ gã lên cho các bạn chị cũng xem thử nha. Đấy, đúng chiều rồi nhá. Ok luôn. Cái ga này vừa rồi đi nó cũng té này, ấy luôn này, nhưng mà vẫn chạy được. Còn mấy cái dây mấy dây này không cần thiết, không liên quan nhé. Kiểm tra có đèn, có đèn không? Rồi ok. Để đèn đã có rồi nhá. Còi. Đó, còi có luôn. Cả đèn và còi đều có hết nhá. Bên đây nó chập luôn, đấu lại sợi dây khác thì phải lót lên nha các anh chị. May nhờ mấy cái chỗ này nó bị chập nứt thì nó bình với đường dây nó không ảnh hưởng, chứ không có nó chảy hết cả đường dây luôn. Đấy, chúng ta chị xem này, đây chỗ này bị bịt kín nhá, bảo vệ cho an toàn. Cái chỗ này là âm dương điện nên là phải bảo cho nó an toàn, không có là nó chập cháy của anh chị. Còn mấy dây này không liên quan, cái nào hở thì bịt lại, cái nào không có thì để nó không liên quan gì thôi, bỏ ra hết nhá. Đây là các bác chỉ ráp xong nhớ này, đây này. Đây là dây cốc nguồn nhá, xen đỏ này, cốc nguồn. Đấy, ok. Được, toàn bộ quá trình em copy được. Thấy các bác chỉ thấy đơn giản không? Nó chẳng có gì hết nhá. Bây giờ em nói lại lần nữa, tại vì đây là em chia sẻ thôi chứ còn em cũng không phải nghề cái này. Nhưng mà thấy ăn hư mít, sửa mít nên bây giờ em lên copy được. Thế về em làm cho các bác chỉ xem sẵn em ấy luôn. Xem coi cái thay cái cục C này có gì hay khó nhá. Mà theo như em, như em bên theo thay lần đầu tiên luôn mà các bác chỉ không biết cứ cái nào tháo ra bỏ một cái đó. Ok luôn. Còn đây là ba cái sợi sợi tay ga này. Đấy, sợi này sợi tay ga nhá. Của nó có cái jack cắm vào thì các bác chỉ cắm vào, nếu không có cái jack cắm vào thì các bác chỉ nó cắt ra nối bằng keo này. Đây này, đỏ này, xanh này, đen này. Đây là ba cái sợi tay ga nhá. Ga chạy đấy. Cấp nguồn này. Đây là dây âm này, dương này. Đây là ba cái sợi ba pha này, cấp nguồn vào tuabin mà chạy nhá. Đấy, vậy là em đã thay cục IC. Sẵn đây chia sẻ cho các anh chị cùng xem và gọi là nghiên cứu nhá. Sau này nếu có gặp vấn đề này mà mình không thể đưa xuống dưới tiệm thì mình mua về tự xử tại nhà cũng được. Đó, em thấy em thay đơn giản không các anh chị? Rồi bây giờ em sẽ chạy thử cho các bác chỉ cùng xem một vòng nhé. Đấy, vậy là toàn bộ cái quá trình thay cái cục IC điều tốc này cho các bác chị cùng xem để rút kinh nghiệm nhé. Nếu có áp dụng được thì mua về tự áp thay nhà nhé. Đây cục cũ của em đây là 500W các bác chị này. Còn cái cục mới đây thì 800W nhé. Đấy, 800W. Đấy. Bây giờ em sẽ
bỏ cái này cho nó an toàn, chỉ nó khỏi chập giống như cái này. Cái này nhiều khi cái cục cái sợi âm dương nó chạm vào này, đấy nó làm một lỗ luôn các bác chị. Nhưng mà chạy từ lâu nay cũng phải cả hơn năm nay là vẫn chạy được nhá, nhưng mà bây giờ chết trong rồi. Đây là thay cục mới, tôi sẵn chia sẻ cho các bác chị cùng xem. Rồi em xin phép kết thúc video tại đây nhá. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý bác ở anh chị ở các tập tiếp theo nhá.